Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thường Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Lê Xuân Trúc mắc đau thần kinh tọa và hội chứng vai gáy. Đau thần kinh tọa là một hội chứng thần kinh có đặc điểm đo dọc theo lộ trình của dây thần kinh tọa và các nhánh của nó. Nguyên nhân thường do bệnh lý địa đệm chèn ép vào dễ thần kinh tọa chiếm khoảng 80% trường hợp. Đau thần kinh tọa do rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là những tổn thương ở cột sống thắt lưng. Bệnh hay gặp ở lứa tuổi từ 30 đến 60, nam gặp nhiều gấp 3 lần so với nữ giới. Hội chứng căng đau vai gáy là rối loạn cơ xương thường gặp nhất. Có lẽ không một ai trong chúng ta không từng bị phiền toái bởi nó ít nhất một lần trong đời. Hội chứng này cũng là một tổn thương do nhiều chấn thương dồn lại, bắt gặp bởi các thầy thuốc chuyên nghiệp về bệnh nghề nghiệp. Có rất nhiều mẹo chữa đau vai gáy, cách chữa đau vai gáy tại nhà mà người bệnh có thể áp dụng. Chỉ cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, áp dụng các bài tập chữa đau vai gáy cùng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thì tình trạng bệnh sẽ được cải thiện. Nguyên nhân gây căng đau vai gáy. Các nguyên nhân thông thường nhất có thể kể đến như ngồi làm việc sai tư thế trong thời gian dài, kẹp điện thoại vào một bên tai vừa nghe vừa ghi chép, ngồi làm việc liên tục với máy tính, sai tư thế khi lái ô tô, gối đầu, ngủ tựa đầu lên ghế, nằm xem tivi, ngồi trước quạt hay ngồi máy lạnh lâu, dầm mưa dại nắng, gội đầu tắm rửa ban đêm, làm giảm sự cung cấp oxy cho các tế bào cơ, gây thiếu máu cục bộ ở các cơ dẫn đến hội chứng vai gáy. Ngoài ra, hội chứng vai gáy còn có thể do các nguyên nhân bệnh lý như thoái hóa cột sống cổ, thoát vị địa đệm cột sống cổ, hẹp ống sống, vẹo cổ bẩm sinh, loãng xương, dị tật, viêm, chấn thương vùng cổ, viêm khớp dạng thấp, v.v. Những trường hợp này cần được quan tâm đầy đủ vì có thể xảy ra các nguy cơ. Nhiều khi phải chỉ định phẫu thuật, khuyến cáo người bệnh đi khám sớm khi có các dấu hiệu, triệu chứng nguy hiểm như tê đau, lan xuống tay, teo cơ, yếu tay để tránh xảy ra các biến chứng muộn. Đôi khi có những trường hợp đau vai gáy xuất hiện tự phát, không có nguyên nhân rõ rệt. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị căn bệnh này, trong đó phương pháp cấy chỉ cắt gút được đánh giá là một phương pháp mang lại hiệu quả cao trong điều trị. Phương pháp cấy chỉ là một phương pháp lành tính, an toàn. Người bệnh sẽ cảm thấy có những chuyển biến rõ rệt sau một lần điều trị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.